Trưa ngày 20 tháng 6, Bộ Y tế công bố có thêm 139 ca mắc mới, là bệnh nhân 12979 đến bệnh nhân 13117. Số liệu này thống kê tính từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 20 tháng 6. Trong 100 ca mắc mới có 130 ca ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang 53 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 34 ca, Đà Nẵng 18 ca, Bình Dương 13 ca, Bắc Ninh 9 ca, Hà Tĩnh và Quảng Nam cùng có 1 ca. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh nhân là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Như vậy, thành phố Đà Nẵng sau một tuần không ghi nhận ca mắc mới, đến nay lại xuất hiện ổ dịch với 23 ca. Quảng Nam sau 14 ngày không có ca mắc mới, đến hôm nay đã ghi nhận thêm 1 ca. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.